Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform ngày qua cho biết, Cục truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine Statcom đã lên tiếng xác nhận vụ tấn công vào các kho dầu của Nga tại thành phố Luhansk ở miền đông Ukraine, hiện tạm thời chiếm đóng. Người dân địa phương cho hay, cuộc tấn công đã gây ra vụ nổ rất lớn, đánh thức hàng nghìn cư dân Luhansk, nhưng chưa có báo cáo thương vong. Trước sự việc trên, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti cho biết, quân đội Ukraine đã tấn công một kho dầu ở Luhansk bằng máy bay không người lái chiến đấu. Cuộc tấn công cho thấy chiếc máy bay không người lái đã vượt qua mọi phương tiện tác chiến điện tử của Nga và đánh thẳng vào một trung tâm dầu mỏ mà Nga thiết lập ở đây. Như vậy, hệ thống phòng thủ của Nga đang tồn tại lỗ hổng và được phía Ukraine khai thác thành công. Trong khi quân đội Ukraine xác nhận họ đã phá hủy các kho dầu ở thành phố Luhansk của Ukraine do Nga kiểm soát, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết nước này đang thay đổi chiến thuật. Cụ thể, trong một diễn biến liên quan, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết Kiev đang thay đổi chiến thuật tác chiến, chuyển sang phòng thủ ở một số khu vực và tiếp tục tấn công ở những nơi khác.